nhất. Tôi chỉ sĩ. Trình bày thấy không? Bên đây không biết trình bày. Đây là sân không. Sunset, sunrise. Thôi đừng có đả kích, đừng có đả kích. Một lát nữa hai bên tự nói cái tên của cái thức ăn. Bây giờ xin mời về chỗ ngồi. Bu ra nước miếng tùm lum mà lát thức ăn. Trời ơi. Rồi, trứng này nên cắt ra nửa mới nó xô ra cái màu vàng đẹp.